Tiếp tục sẽ là thông tin dự báo thời tiết. Nhiều hoạt động lễ hội mùa thu Bát Sát năm 2022 đang diễn ra vào cuối tuần này, trong đó có trải nghiệm dù lượn bay giữa mùa vàng tại xã Mường Hum, Bát Sát, Lào Cai. Và không biết là thời tiết ở đây như thế nào, có thuận lợi không? Chị Ngọc Vân. Vâng, theo dự báo tại Bát Sát, Lào Cai, thời tiết khá là thuận lợi cho trải nghiệm dù lượn diễn ra trong ngày mai đấy ạ. Từ sáng đến chiều mai, trời nắng mây đan xen, nhiệt độ vừa phải, chỉ khoảng là 24 độ. Gió nhẹ và ổn định khá lý tưởng cho 30 phi công thực hiện hành trình của mình. Còn đêm nay và chiều tối mai thì thời tiết bất lợi hơn khi dự báo mưa rông có thể xuất hiện, xác suất mưa cao trên 60%. Với thủ đô Hà Nội, dự báo đêm nay sáng mai ít khả năng mưa. Quý vị sẽ được tận hưởng không khí dịu mát khi mà nhiệt độ hạ xuống còn 26 độ tại khu vực trung tâm thành phố và phía nam từ Thanh Oai, Thường Tín tới Ứng Hòa cũng như là khu vực Phúc Thọ, Hà Đông. Còn tại vùng núi Ba Vì, Sơn Tây hay là Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn, nền nhiệt chỉ là 25 độ. Với thành phố Hồ Chí Minh, tối và đêm nay cũng tạnh giáo mát mẻ, nhiệt độ thấp nhất ở vào khoảng 25 độ. Còn bây giờ xin mời tiếp tục chương trình Chuyển động 24 giờ.